Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 11 giờ của ngày thứ tư, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023 Và sáng nay thì tôi có đi mua để cập nhật tình hình giá cả thị trường Thì có đi mua ăn sáng cho con gái Và để xem rằng là cái gói xôi là liệu có tăng giá hay không Với cái bức ăn là 100.000 đồng thì uh, thật sự là vẫn chưa tăng giá các bác ạ vẫn chưa tăng giá và nó vẫn là 10.000 đồng mà thôi uh, Xôi ruốc. đó chúng ta mừng vì điều này nha Cảm ơn các bác uh, mong các bác à đăng ký Kênh like video nhấn nút thông báo cảm ơn các bác rất là nhiều và hình ảnh là hình ảnh đây là bữa ăn là 880.000 đồng của các vận động viên trẻ của quốc gia và xin thưa với các bác có hai cái vấn đề một là liên quan tới chi phí của bữa ăn hai là liên quan tới số tiền tiết kiệm của các em chúng ta rất là ngỡ ngàng bởi vì những thông tin cập nhật mới đây nó sẽ làm cho chúng ta cực kỳ cực kỳ cảm thấy rằng là bất an báo cáo các bác như vậy trên Facebook của nhà báo Hà Phan thì có một cái bức ảnh đây là bức ảnh và người ta ghi rằng là tiền tiết kiệm của các bé đây đó tiền tiết kiệm của các bé và các bác có thể nhìn thấy rằng là tiết kiệm của Phú Bình Dị này Phú là 350.000 tháng 5 này rồi 3 triệu 500 vân vân 100 trăm này không biết đây là đây là ba cái để mà chúng ta thấy uh, tiền tiết kiệm nhưng không biết rằng thứ nhất là chúng ta thấy rằng là Ừ uh, thì tiền tiết kiệm xin thưa với các bác có ai để gửi cho thầy giữ hộ không kỳ lạ lắm đầu tiên chúng ta thấy điều này đã tại sao không gửi với cho bố mẹ giữ hộ mà thầy về giữ hộ làm cái gì để cuối năm làm cái gì và kể cả có dư cái gì đó ra thì thầy về tinh thần của mình tôi nghĩ rằng là huấn luyện viên tinh thần của mình thì đưa lại cho cha mẹ các em giữ và đó là điều tốt nhất chứ nhá cuối cùng là chúng ta thấy rằng là nó rất nhiều những cái khuất tất rất nhiều những cái khuất tất như thế này và để bình luận về cái điều này thì nhà báo Hà Phan đã tiết lộ cho chúng ta một cái thông tin và thật sự không để tin nổi không để tin nổi ảnh dưới đây là vài dòng ngoạch ngoạc các bác nhé Ảnh dưới đây là vài dòng ngoạch ngoạch ghi lại số tiền mà ông Bùi Xuân Hà là huấn luyện viên tuyển trẻ bóng bàn quốc gia, nơi đang ẩm ý vì mâm cơm lèo tèo mấy món mà tận 800.000, biện minh rằng ông ta giữ hộ tiền cho các vận động viên. Tuy nhiên khi được hỏi thì các vận động viên trẻ này ấp úng, nói là số tiền tiết kiệm của mình không đúng với con số ghi trong sổ. Trước đó khi trả lời phóng viên có điện thoại về khoản tiền này, ông Bùi Xuân Hà lại cho biết đây là những khoản tiền để chi cho đội tuyển đi ăn uống bên ngoài, đi xem phim, dã ngoại, vân vân Và hàng tháng sau khi nhận tiền ăn 320.000 đồng một người một ngày từ Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia nhổn thì ông Hà giao lại cho bộ phận bếp ăn là 270.000 đồng một người một ngày. 50.000 đồng giữ lại để mua nước, thực phẩm, chức năng để mà phục vụ cho hoạt động huấn luyện. Ông ấy bảo bản thân tôi thấy những bữa ăn này còn đơn giản quá, Tôi cũng đã nhiều lần đấu tranh ý kiến với các bộ phận bếp ăn, nhất là với chị Quỳnh, người phụ trách bếp ăn. Hàng tháng giao tiền ăn cho bộ phận bếp ăn, không có hợp đồng hay ký nhận gì. Bữa ăn này thì chắc chắn là do bên lãnh đạo khu Liên Hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình chỉ đạo. Và có lẽ bộ ông Hùng cần có nhiều điều để chấn hưng như là văn hóa. Thì đầu tiên chúng ta gọi là cái văn hóa là văn hóa lươn khươn. Tôi nói thật với các bác thế văn hóa thì tự nó là tự sinh ra thông qua các hành động, thông qua cách giao tiếp, thông qua cách ứng xử. Và như vậy chúng ta có thể nói rằng là đây là cái văn hóa lươn khươn. Đúng không? Đưa ra mà không có cái thu chi gì cả. Anh thì ví dụ như là anh nộp tiền các học sinh anh thu mỗi người là, là 50.000 đồng về. Đầu tiên là ông huấn luyện viên này. Rồi là mua nước uống hay mua cái gì đó nào, khi anh có mua không? Mỗi lần mua hết bao nhiêu tiền? Vân vân. Chứ đâu phải đưa đấy để anh sử dụng. Thân mình làm thầy thì mình phải đàng hoàng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là liên quan tới cái việc mà thấy những bữa ăn như thế này là bữa ăn lèo tèo, ông nói rằng là ông đấu tranh với chị Quỳnh. Đúng không? Đấu tranh với chị Quỳnh nhưng mà dân có thấy đâu. Chỉ đến khi báo tiền phong vào, các em kêu đói thì mới thành ra cái cuộc đấu tranh như thế này. Chứ còn trước đó thì có thấy gì không? Không thấy gì. Tôi nghĩ rằng là thân là một người thầy, thấy các em của mình, thấy thấy các học sinh của mình, thấy các em của mình là không đủ ăn, ăn không đủ no, không đủ sức tập luyện. Thì bản thân mình đã phải thấy rằng là dinh dưỡng nó rất quan trọng. Đấu tranh là một chuyện, nhưng phải đấu tranh thành công đó những những thông tin như thế này là phải được ông thầy này đưa ra trước công luận đưa ra trước các lãnh đạo có các biên bản họp và thậm chí rằng là bắt chị quỳnh là phải ký nhận những cái số tiền đó thế nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng là chẳng có một cái giấy tờ ký nhận nào cả đó chẳng có một cái nói chuyện mà tất cả đưa bằng mồm hay là mua thức ăn cũng không có hợp đồng và đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là vô cùng kỳ lạ đúng không ạ đó giao tiền cho bếp ăn mà không có hợp đồng hay ký nhận gì thì bên và đổ lỗi rằng là trong bên lãnh đạo của khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình chỉ đạo à, tôi nghĩ rằng cũng có thể cũng có thể và tốt nhất là nên cơ quan công an nên vào cuộc việc đó đúng không nên vào cuộc của cái việc này và để xem rằng là các anh có ăn chặn tiền không ăn chặn tiền không nếu như mà giao tiền mà các anh ăn chặn ngay từ đầu thì các anh đã là tham mộ tài sản về tiền tới các em là không ổn hai nữa và nếu như mà giao tiền thì các em rồi thì các em lại nộp lại cho các anh thì có nghĩa rằng là đây là cái tội gần như kiểu là cưỡng đoạt tài sản Đúng không? nó hoàn toàn có thể cấu thành đến tội phạm tội hình sự, xin thưa với các bác và đây không phải là đơn giản bởi vì trên 2 triệu đồng với đội tham ô tài sản thì nó đã là một cái khung rất là nặng rồi <laughs> chúng ta không thấy gì kỳ lạ cả tất cả chúng ta đều biết và bộ đội người ta không làm như vậy xin thưa với các bác quay trở lại về bữa ăn của bộ đội đây là cái bữa ăn chúng ta nhìn thấy không, đây là bữa ăn của các bé thế nhưng mà ông Đỗ Cao Bảo ông đã có một cái bài khá là thú vị thì ở đây á là có một cái như thế này à, ông là phó tổng giám đốc của công ty FPT và liên quan tới cái việc ăn tập thể thì có rất nhiều và hôm nay ông có một cái bài viết mà chúng ta thử xem rằng là có ổn hay không nhé đó đây là một cách làm như thế này à, trên Facebook của ông cao bảo á đội cao bảo á thì ông có nói như sau bữa ăn của vận động viên tài chính là công khai bữa ăn Mâm cơm của vận động viên bóng bàn quốc gia là 880.000 đồng mà nhìn ít quá. Vận động viên ăn vẫn đói thì là câu chuyện hot trong mấy ngày vừa qua. Và chắc chắn còn nhiều bữa ăn tập thể của các vận động viên, cầu thủ các môn thể thao khác và cả các học sinh, sinh viên nội trú có lẽ cũng ở trong tình trạng na ná như thế. Để hạn chế tình trạng bớt xén tiêu chuẩn bữa ăn tập thể với kinh nghiệm hơn 10 năm ăn mòn bát cơm tập thể, tôi thấy từ dăm chục năm nay, quân đội có cách làm rất hay là báo cáo tài chính công khai và cách làm như thế này. Trên bảng tin trước cửa nhà ăn thì nhà bếp có làm báo cáo tài chính công khai, nội dung đại khái như sau. Tiêu chuẩn một người là 145.000 đồng. Số người ăn 24 người, tổng thu là 3.480.000 đồng. Rau bắp cải 6 kg nhân 40.000 đồng bằng 240.000 đồng. Giá đỗ 6 kg nhân với 25.000 đồng thì bằng 150.000 đồng. Đậu phụ 4 kg nhân với 35.000 đồng bằng 140.000 đồng. Cá quả 4 kg nhân với 90 thì bằng 360.000 đồng. Thịt lợn ba chỉ 4 kg nhân với 200.000 đồng thì bằng 800.000 đồng. Thịt bò thăn thì là 4 kg nhân với 320.000 đồng thì bằng 1280 1 triệu 280, 280.000 đồng. Dầu ăn mắm muối là 300.000 đồng, chất đốt là 200.000 đồng. Tổng chi là 3 triệu 470.000 đồng, tiền thừa là 10.000 đồng. Trước khi hoặc sau khi bữa ăn thì mọi người sẽ đọc báo cáo tài chính công khai này, sau đó so giá cả với giá thị trường ở khu vực ấy, so số lượng thực phẩm trong báo cáo tài chính công khai với thực phẩm trên bàn ăn để kiểm tra chéo xem có tương xứng không. Với cách làm báo cáo tài chính công khai như thế này thì chắc chắn sẽ giảm rất nhiều việc bớt xén khẩu phần ăn trong bếp ban tập thể. Và tôi nghĩ rằng bếp ban tập thể là nên áp dụng cách làm này. Đó. Đơn giá thì giảm ví dụ thôi, nhá. không nên bàn với đơn giá này ở trong các thời điểm khác nhau. Thế thì ở đây là một trong những cái báo cáo tài chính công khai bởi vì thức ăn đặt tươi người ta có thể mua hàng ngày nhưng mà có vẻ như rất nhiều người không thích công khai đúng không ạ không thích công khai và công khai nó cũng không minh bạch nó cũng không, không rõ ràng nó kỳ lạ thế chứ đúng không ạ bởi vì nếu công khai thì khéo rằng là lộ mất cho nên rất là kinh khủng à, không cần đến 350 trăm tỷ để mà xây dựng cái văn hóa chấn hương văn hóa mà xin thưa với các bác chúng ta hoàn toàn có thể À, chúng ta hoàn toàn có thể là xây dựng văn hóa thông qua cách hành xử ứng xử nó phải thật sự nhân văn công khai minh bạch bao giờ chúng ta còn còn có một cái khi nói tiếng văn hóa công khai văn hóa minh bạch và tất cả mọi người đều cảm thấy tự hào về xã hội mình nước mình về cái văn hóa công khai minh bạch thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là mọi thứ như thế này nó mới hạn chế đi rất là nhiều tám trăm đồng cho một bữa ăn liều tiều như thế này thì thật sự là không thể tin nổi Đúng không? và cái việc mà thu tiền của các em đó rồi chưa kể là phải gửi thêm tiền cho con thầy thì tôi cũng không hiểu được rằng là cái biểu nước viên này là như thế nào có chăng á, thì chúng ta gọi cái văn hóa một số cái văn hóa nó tồn tại mặc dù là nhiều người không thích nhưng mà nó tồn tại cái văn hóa là văn hóa lươn khươn nghĩa là giải thích một đằng một nẻo giống như nhà báo hà phan đã nói lúc đầu thì giải thích rằng là tiền mua tiền đi dã ngoại cắm trại picnic vân vân các thứ nữa nhưng sau thì lại bảo là tiền tiết kiệm thì thôi đến vụ này căng quá chắc là trả lại tiền mà trả lại tiền thì coi như xong hồi cả làng cả làng đi về đúng không rất kỳ lạ cảm ơn tất cả các bác nha chúc các bác một ngày tốt lành